bạn ơi, với tình hình Covid diễn ra phức tạp như hiện nay đã làm cản trở rất nhiều đến việc đi du học của các bạn. Vì thế nên, trường Đại học Marseille đã cung cấp rất nhiều các khóa học trực tuyến để hỗ trợ học tập cho các bạn sinh viên quốc tế. Du học trực tuyến, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới, bạn sẽ được sang New Zealand làm việc bất cứ lúc nào ngay sau khi tốt nghiệp và được hỗ trợ tìm việc làm. Và trong video ngày hôm nay, M&D sẽ giới thiệu đến các bạn chương trình du học trực tuyến ngành cử nhân kinh doanh tại trường Đại học Marseille. Du học trực tuyến ngành cử nhân kinh doanh là một chương trình học hấp dẫn dành cho những bạn có niềm đam mê với ngành kinh tế. Với lợi thế New Zealand là quốc gia có nền kinh tế lớn mạnh thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn đó nha. Vậy hãy cùng L&D điểm qua những lý do bạn nên du học trực tuyến ngành cử nhân kinh doanh tại trường Đại học Marseille nha. Đầu tiên, chương trình cử nhân kinh doanh mang đến cho sinh viên kiến thức sâu rộng thuộc nhiều lĩnh vực chủ chốt như nhân sự, marketing, tài chính, phát triển bền vững, quản trị chiến lược, lãnh đạo, sáng tạo và đổi mới. Bên cạnh đó, bạn còn được bổ sung những kỹ năng mềm mà nhà tuyển dụng tìm kiếm như tư duy chiến lược, khả năng ra quyết định phù hợp với đạo đức và trách nhiệm xã hội, quản lý đổi mới, quản lý nhân lực hiệu quả trong môi trường đa văn hóa. Thứ hai, thời gian học linh hoạt cho phép bạn vừa học vừa làm, giúp bạn có thể sắp xếp được công việc, giờ học, gia đình cho phù hợp. Thứ ba, chương trình học trực tuyến giúp bạn tiết kiệm rất nhiều về chi phí như nhà ở, ăn uống, đi lại, phí bảo hiểm du học sinh quốc tế. Chưa dừng lại ở đó, đội ngũ giảng viên xuất sắc, có nhiều năm kinh nghiệm, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình học trực tuyến. Một tấm bằng cử nhân kinh doanh mang đến cho bạn cơ hội việc làm rộng mở với mức lương vô cùng hấp dẫn. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội việc làm như phân tích kinh doanh, giám đốc phát triển kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh, quản lý dự án, người quản lý sự kiện, giám đốc sản xuất và chủ doanh nghiệp nhỏ. Wow, nghe thật hấp dẫn đúng không nào? Vậy còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký du học trực tuyến ngay trong hôm nay. Và đặc biệt, khi đến với L&D, bạn sẽ được hưởng dịch vụ miễn phí lên đến 100%. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình du học. Các bạn hãy nhớ nhấn like, share, subscribe kênh YouTube Du học L&D để nhận được nhiều video mới nhất từ công ty L&D nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye!